Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là kênh giúp cho các bạn học giỏi tiếng Hàn với rất là nhiều video hữu ích. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục đi vào chuỗi video giao tiếp về tiếng Hàn văn phòng các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn những câu nói khi mà chúng ta bận rộn. Ngoài câu 저는 바빠요 thì chúng ta còn có những cách biểu hiện khác làm sao để cho người nghe không cảm thấy là bị từ chối, và chúng ta cũng thể hiện cho người ta thấy rằng mình cũng bận, nhưng mà không phải chỉ có mỗi một câu là gì 저는 바쁘다, 저는 바빠요. Chúng ta sẽ còn nhiều cách biểu hiện như sau đây. 저는 일로 바쁘다. Mình phân tích ở đây cái từ lo này, ro này các bạn. Nó chính là cấu trúc danh từ cộng với euro. Euro inhata, euro inhata các bạn nhé. Inhata. Inhesa cũng được ha. Có nghĩa là do hoặc là vì. Thường là nó dẫn đến một cái nguyên nhân ở trước euro đó, euro inhesa đó, nó sẽ đưa đến một cái kết quả là không mấy tốt đẹp ha. Thì đằng sau nó thường là tiêu cực một chút. Và câu này có nghĩa là tôi bận vì công việc hoặc là do công việc. Nhưng mà chúng ta có thể lược bỏ bớt từ ro, chỉ còn lại ro thôi, lại bỏ in hề sơ đi, lại bỏ in hề sơ đi, thì nó vẫn mang đầy đủ ý nghĩa là do vì các bạn nhé. 나중에 이것을 할 수 있습니까? Tôi có thể làm việc này sau có được không? 나중에 có nghĩa là sau này. Bây giờ bận không làm được thì hỏi câu là tôi làm việc này sau có được không? 지금 아니에요. 지금 안 해요. 지금 할 수 없습니다. 나중에 이것을 할 수 있습니까? Bây giờ tôi không làm được việc này thì tôi có thể làm nó sau này có được không? 지금이 작업을 수행해야 합니까? 지금이 bây giờ tôi phải tiến hành cái công việc này à? Bây giờ tôi phải tiến hành cái công việc này luôn hay sao? Chikumi, nhấn mạnh ha. Chikumi. Chikumi tức là vào thời điểm là bây giờ đó, vào thời điểm là bây giờ. Thực ra Ika nó không nhấn mạnh bằng ân đâu các bạn. Chikumi chakabul suheng heya hamika, tức là hỏi lại cấp trên là bây giờ tôi phải tiến hành, bắt buộc phải tiến hành cái công việc này hay sao? Mình còn cái lựa chọn nào khác không? Có thể là ưu tiên cho công việc mình đang làm trước, hay là đẩy công việc này lên trước. Đó là một cách hỏi thông minh để dành cho giám đốc khi mà chúng ta đang làm một việc khác mà lại có cấp trên giao cho một việc khác nữa. Thì mình phải có cách mà ứng xử thông minh làm sao để mà vừa không bị trễ hẹn cái deadline công việc của mình mà không làm phật lòng các sếp nữa. 언제까지 이것을 필요합니까? Khi nào thì anh chị cần cái này? 언제까지 이것을 필요합니까? Tức là mình hỏi về một cái thời hạn nhất định. 마감. 마감. Để mà mình biết mình sắp xếp công việc. Bây giờ có thể là chưa sắp xếp được, nhưng mình có thể cân đối thời gian để mà chạy cho kịp deadline, cho kịp hạn của cái dự án đó. 마감은 언제입니까? 마감 cũng có nghĩa là hạn, kỳ hạn hoặc là hạn của một cái việc gì đó. Rồi, kỳ hạn là bao giờ vậy? Hoặc là hạn chót là bao giờ vậy? Đấy. Như vậy là ngoài 저는 바쁘다 ra thì chúng ta còn có những biểu hiện như vậy. Còn nữa không các bạn? Vẫn còn các bạn nhé. Như vậy chưa hết đâu. 목요일 같이 다른 과제를 할 시간이 없을 것입니다. 목요일까지 cho đến thứ năm. 다른 과제를, 다른 과제 là gì ạ? Nhiệm vụ khác, nhiệm vụ khác ha. 할 시간, 할 시간 là gì? Thời gian để làm cái gì ạ? 다른 과제를 할 시간이 đó ha. Là thời gian để làm những cái nhiệm vụ khác, nhiệm vụ khác. 없을 것입니다 là không có luôn. Tôi sẽ không có thời gian để làm những việc khác, những nhiệm vụ khác cho đến mãi thứ năm. Có nghĩa là hết cuối ngày thứ năm luôn. Cái chữ kachi này nó mang có nghĩa là cho đến ngày giờ phút cuối cùng của thứ năm đó luôn. Tức là đến
Bokyoin Kachi thì có nghĩa là đến ví dụ như theo giờ công sở đến 5 giờ là tan sở đúng không? Thì đến 5 giờ chiều của cái ngày thứ năm đó chúng ta mới xong hết được công việc, và đến ngày sau cái 5 giờ chiều đó chúng ta mới có thể là nhận thêm nhiệm vụ mới được về nhà. Ví dụ như là làm thêm giờ hoặc là chúng ta làm thêm sau các ngày tiếp theo. Đó, cái chữ kachi này có nghĩa là nó sát với lại cái giờ trong 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 giờ hành chính đó. Các bạn hiểu không? 일정을 확보하려고 노력하겠습니다. Tôi sẽ cố gắng hoặc là tôi sẽ nỗ lực để mà để mà điều cô mà đứng giữa câu nghĩa là để mà các bạn nhé. Điều cô để mà đảm bảo được cái kế hoạch hoặc là cái lịch trình. 일정 lịch trình. 일정 lịch trình. Câu này thể hiện là gì? Bạn cũng đang nỗ lực để làm một việc gì đó chứ không phải là bạn rảnh đúng không? Đó. Khi 하늘을 맞출 수 있다고 확신합니다. Tôi đảm bảo rằng tôi có thể được, tôi đảm bảo rằng là tôi có thể làm khớp với thời hạn kỳ hạn, kỳ hạn ha. Tôi có thể gì bám sát kỳ hạn, tôi có thể khớp với kỳ hạn, tôi có thể đúng được thời hạn. Đấy, đó là những cách biểu hiện của chúng ta thể hiện rằng là mặc dù là tôi bận nhưng tôi vẫn có thể là đảm bảo được rằng mọi thứ nó đều là ổn thỏa cả, nhất là với cái thời hạn chứ không hề bị trễ thời hạn. 이 문제에 대한 도움을 받지 못하면 정시에 완료할 수 없습니다. Câu này là thể hiện là tôi đang bận và tôi cần sự giúp đỡ. Nếu như tôi không nhận được sự giúp đỡ liên quan đến cái vấn đề này thì tôi sẽ không thể hoàn thành công việc đúng giờ. Chân CA vào lúc đúng giờ. Có nghĩa là chúng ta thể hiện rằng chúng ta bận và thật sự rất là cần sự giúp đỡ, bởi vì một mình chúng ta không thể nào mà đảm đương được cái thời hạn cho cái dự án này hoặc là cái công việc này. 제 시간에 제대로 제 시간 ở đây không phải là đúng ra thì viết như thế này nè bạn. 제 시간 thì ở đây nha, viết liền vào nhau vậy nè. Đó. 제 시간에 thì bằng với 정시에 lúc nãy đó, có nghĩa là đúng giờ. 제대로 되었는지. 제대로 là gì? Cái gì đó đúng, cái gì đó đúng. Cái gì đó ví dụ như là làm công việc cho đúng đúng thao tác, đúng chuẩn mực. Rồi 제 시간 là đúng giờ. 제 시간에 제대로 되었는지 확인하기 위해 필요한 모든 조치를 취하겠습니다. Ở đây chúng ta có từ 조치를 취하겠습니다. 조치 ở đây là phương pháp, cách thức. Còn 조치를 취하다 là tìm ra cách thức, tìm ra cái phương pháp. Tôi sẽ thể hiện một cách chắc chắn rằng kết tôi sẽ tìm ra tất cả các cái phương pháp, phương án cần thiết để mà đảm bảo rằng Hawking là gì các bạn? Hawking xin lỗi, Hawking không phải là đảm bảo mà đó là xác định rằng hoặc là xác nhận rằng tôi sẽ tìm ra các tất cả các phương pháp hoặc là các cách thức cần thiết để mà xác định rằng tôi đã đúng giờ và đúng việc. Đúng giờ đúng việc, hoàn thành đúng giờ đúng việc các bạn. 당신은 나를 믿을 수 있습니다. Bạn có thể tin tưởng ở tôi. Ví dụ khi được giao việc, khi được giao một cái công việc gì đó thì chúng ta hãy nói một câu mà khiến cho đối phương yên tâm và hoàn toàn tin tưởng giao việc cho chúng ta. 당신은 나를 믿을 수 있습니다. Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào tôi được không? Nếu như vậy chúng ta thêm từ 완전히. Còn không thì như câu này được rồi. Bạn có thể tin tưởng được tôi. Cái từ thang xin này á, sếp nói với mình thì được, nhưng mình nói với sếp thì không được các bạn nhé. Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua được một vấn đề nữa, đó chính là nói tôi bận như thế nào trong tiếng Hàn với các cách biểu hiện khác nhau. Như vậy là chúng mình đã được học thêm rất là nhiều cách để mà thể hiện câu, chứ không phải đơn giản chỉ có mỗi một câu là cho nên papayo đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau các bạn nhé.